Ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức thành công hội nghị tổng kết dự án thay thế core banking Vietinbank, tọa đàm quản trị hiệu quả core sunshine tăng trưởng thúc đẩy kinh doanh. Tham dự hội nghị có ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank, các ông bà đại diện đối tác dự án, tập đoàn Fidelity, công ty IMB, công ty BWC, lãnh đạo các đơn vị trụ sở chính, chi nhánh và toàn thể cán bộ dự án. Với nền tảng core sunshine mới, Vietinbank đã có một hệ thống công nghệ hiện đại và xác lập vị thế mới, đánh dấu sự trưởng thành về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam và khu vực. Trong 2 năm triển khai, số lượng giao dịch của Vietinbank liên tục tăng khoảng 25%, tốc độ xử lý giao dịch tại một số bộ phận tăng hơn 50% trong điều kiện số lượng nhân sự gần như không thay đổi. Đó là kết quả của việc tự động hóa, đảm bảo tuân thủ quy trình và tăng cao năng suất lao động. Đồng thời, công nghệ hiện đại giúp Vietinbank tăng khả năng quản trị rủi ro, tăng năng lực bán chéo sản phẩm, tăng doanh thu hoạt động. Các mảng dịch vụ của Vietinbank như thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, thanh toán chuyển tiền, thẻ liên tục có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Theo đó, lợi nhuận từ phí các loại dịch vụ cũng tăng mạnh. Tọa đàm quản trị hiệu quả core sunshine tăng trưởng thúc đẩy kinh doanh với chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn công nghệ tài chính ngân hàng và ban quản lý dự án đã đưa ra các cách thức quản trị khai thác ngày càng hiệu quả hệ thống, hỗ trợ công tác điều hành, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp. Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả đầu tư đổi mới công nghệ của Vietinbank qua hệ thống core banking, đưa Vietinbank lên một tầm cao mới, góp phần đưa ngành ngân hàng Việt Nam ngang tầm với khu vực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ khẳng định, những kết quả đáng mừng trên có sự đóng góp không nhỏ từ việc triển khai thay thế thành công khoa mới, đảm bảo định hướng phát triển của Vietinbank là luôn chú trọng hiện đại hóa công nghệ, tăng năng suất lao động. Đặc biệt, với việc tiên phong thay thế core banking, Vietinbank hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái tài chính ngân hàng toàn diện, hiệu quả, bền vững, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống core sunshine với những tính năng ưu việt đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho Vietinbank trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Thành quả đạt được đang tiếp tục thôi thúc thêm ý chí, quyết tâm hội tụ trí tuệ, lan tỏa thành công để những cán bộ Vietinbank vươn lên tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, hoàn thành sứ mệnh kiến tạo một hệ thống ngân hàng phát triển bền vững và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Ghi nhận những đóng góp của các thành viên dự án, tại hội nghị, Vietinbank công bố nhiều quyết định khen thưởng cho tập thể cá nhân có đóng góp cho dự án. Vietinbank cũng tặng kỷ niệm chương tri ân các đối tác. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.